Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn chủ trì phiên họp giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện các dự án chậm triển khai, dự án chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn thành phố. Theo thông kê rà soát của Sở Kế hoạch Đầu tư giai đoạn 2016-2022, trên địa bàn thành phố có 73 dự án được cấp phép triển khai đầu tư. Đến nay có 22 dự án đã triển khai, đi vào hoạt động, 30 dự án đang triển khai, có 19 dự án chậm, chưa triển khai và 2 dự án nhà đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định luật đầu tư có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực tế này bởi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như vị trí dự án không còn phù hợp với quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu chưa được điều chỉnh. Sở kế hoạch và đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành đà soát, kiểm tra và yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh tiến độ theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo sở xây dựng khẩn trương tham mưu điều chỉnh quy hoạch phân khu để giải quyết các vướng mắc hiện nay của nhà đầu tư. Đối với các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tiến hành đà soát tổng thể 803 khu đất với diện tích hơn 4.000 hectare.